Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp. Bữa giờ mình ngưng chơi cái bản này, chắc một số bạn cũng có nhắc mình chơi rồi. Trong đó có bạn Trúc Anh rồi thì ok, để anh chơi. Không có gì đâu, nói chung là tại bữa giờ đang nghiên cứu mấy cái bộ kia khá là hay, thành ra bữa nay mới quay trở lại với bản này. Rồi, ok, cũng khá là hay đấy. Rồi, ok, có lá này nữa lại càng hay. Ví dụ là được đấu với Yugi mà full bài giống vậy nó thực sự rất đã. Các bạn chỉ chơi với Yugi mà có vài trăm lá bài chơi thật sự nó không đã các bạn. Rồi, ok, ảnh dùng sao ánh sáng nha các bạn. Mình lại dùng sao bóng tối. Bản này Yugi dùng khá là đa dạng các loại bài. Rồi, đây. Mình tất nhiên là phải dỡ lá này lên rồi. Kéo dò chi thuật này. Ok. Mình sẽ lấy một lá bài. Mình đang có cái bình rồi, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ lấy con này đi các bạn. Để có gì mình cho cái bình này chết rồi cái mình lại chơi tiếp. Rồi ok, I end my turn anh. Rồi có bạn thì nói mình là bản này là nó dùng bài kiểu Mỹ, tức là cái lá bài mà bán ở thị trường Mỹ nó khác với thị trường Nhật hay là thị trường châu Á chúng ta. À rồi thôi, cái đó mình cũng chả biết, các bạn nói sao thì mình nghe vậy, mhưng mà với mình thì bài sao không được. Các bạn hôm nay cái nền của cái chữ nó không có hợp nha, ra cái bên mình cái chữ nó bị mờ, nó bị tối đi á. Rồi đây, đừng hòng dùng cái sân làm lợi thế anh nhá. Rồi ok, về lại cái sân gốc đi. Nói chung là cái màu này nó dựa trên cái màu áo của Phượng Hoàng Đêm, cho nên nó là nó hơi khó nhìn tí. Monster Reborn. Rồi ok, bản này ảnh xài con Crusader Endymion hơi nhiều quá nha. Rồi, Endymion ha. Rồi ok, con này ra sân luôn. Rồi anh thấy con này là anh cũng phải nể phần nào rồi. Thật ra ra để anh không nghi ngờ con này của mình là con gì thôi, để anh hạn chế tấn công con này. À ok, ảnh lại có con rồi, ok. Đó mình cũng nghi ngờ rồi, quăng này ra luôn hả? Cái gì đây? À được lắm, hảo hán lắm. Rồi, hảo hán lắm. Lưu ý mình đang win ở cấp 9 sao nha, thành ra bài anh mạnh lắm. Rồi, con chó săn của mình ra trận. Đúng rồi, là con chó địa ngục luôn chứ mà chó săn nữa. Rồi, có lá thu phục đây luôn. Con này thì phải nằm xuống. Con này mình nhờ nó chú ý lúc nó nằm. À đúng rồi, các bạn chúc anh hỏi lá mình là con lá sao năm cánh này nó là cái gì. Thì nó chẳng qua cũng chỉ là cái sân thôi các bạn ạ. Nó không có gì là đặc biệt trơn á. Bên chẳng qua bên này nó tạo hình nó khác, bên kia nó là hình cái đám mây hình tròn là nó xuống sát xuống. Thì bên này nó là cái sân dạng cái sân ma pháp của phù thủy thôi. Rồi. Bắt dở lên giống gì hết. Tự phải phá bài của mình biết coi đó nó nằm đó rồi, thành ra mình mới có tình trạng ép ảnh. Rồi, ok. Mình sẽ bắt ngay, mặc dù mình không có chơi kéo máu ảnh bằng cách phong ấn, nhưng mà cũng không cho ảnh gọi bài của ảnh trở lại. Rồi đây, ok. Phát thứ nhất, con này đi, con này chưa chống trap. Nó còn khá giống với lại con Trap Master, nhưng mà nó lại là con một con khác về hệ pháp sư. Nói chung là cũng khá là đỉnh, nó tên là Toy Magician, tức là cái món đồ chơi pháp sư các bạn. Rồi, ok. Nói chung là pháp sư đồ chơi. Cái đồ chơi này hơi bị đỉnh đấy. Gì đây? À, ảnh phá lá này của mình. Ok, con rồng tự tử. Nó tự nó nâng nó lên rồi nó bắn một phát là nó đi luôn. Rồi, xong, bye bye anh. Một con chó của mình đã đi. Một con chó xuống hồ rồi, không biết có cho nó có bị cho đưa tới phường Nhật Tân hay không. Mà thôi kệ, nó cũng không sao. Rồi, cho bức tường đeo dây chuyền luôn, mặc dù mình chả biết làm sao cái bức tường này nó đeo được sợi dây chuyền. Nhưng mà kệ nó, sao cũng được.
Rồi bức tường mà đeo dây chuyền thì thôi kệ, nó cũng có cái mặt thì chắc cũng coi cổ. Còn thôi lấy quấn lên tường cũng được. Nói sao thì nó cũng là cái bức tường mà nó bay, nó là tường ảo ảnh mà nó biến đổi đủ thứ. Chưa kể là nó còn bay chơi vô định không gian nữa thì thôi không có cổ đeo thì tao quấn lên tường cũng được. Rồi. Rồi rút 3 lá bỏ 2 lá. Ồ bỏ mấy lá bài xịn xuống không? Ồ lại con Crusader nữa hả? Lá bài gì thế? Ủa vậy ra bài chi? Chà, trận đấu hấp dẫn quá ta. Trời ạ, mảnh trường sông pha. Có bạn khuyên mình nên dùng lá này mình biết nó mạnh rồi, mảnh chưa sông pha, nó vô là mảnh chưa sông pha, Inosuke đại nhân giá đáo thì tất nhiên là đỉnh rồi. Rồi ok, Black Luthor ra trận, vô là độc cô cầu bại ha. Rồi ok. Khoan đã, coi anh có kháng phép hay không. Dạ quan trọng hơn hết lá này là lá gì cái đã. À là con này. Rồi ok, mình được xin lại lá phép cũng đỡ. Lấy lá nào đây ta? Thôi mình nghĩ là mình lấy ba cái kiếm đi, mình cần nó nhất. Rồi, lá này ra. Không có ý định bắt đâu, từ từ để coi nó ảnh có cái gì bộ bài này đó. Mình đang ở trong giai đoạn chơi tìm hiểu bộ bài này nha, thành ra mình vẫn đang chơi cái bộ bài âm của mình. Chứ mình chưa có chuyển qua mình chơi theo kiểu đó là chơi bộ này bộ kia để cho các bạn xem. Đấu với Yugi là thử thách nhất, tại bộ bài này rất là mạnh nếu mà so với bộ bài của Marik luôn nha. Bài của anh Yugi rất mạnh á. Rồi ở đây có Marufo rồi, không sợ nữa, lá bài đặc trưng của Yugi luôn nè. Mỗi lần mà có phản đòn là người ta hay ví dùng giống như cái Marufo của Yugi. Rồi ok, anh xung quanh con phù thủy bóng đêm hay gì? À con này là không phải, xin lỗi, cái này là phù thủy hỗn mang. Chỉ huy lực lượng phù thủy hỗn mang luôn. Ồ, mình lại quên cất con này vô nữa rồi. Thôi kệ nó không sao. Coi như mà để đây mình dụ anh bắn mình đi. Ây trời, bị bắt luôn rồi, chắc là đè nữa. Ok, con gì đấy? Lực lượng phù thủy hỗn mang đông thế. Ôi, Yugi hóa chao rồi à. Rồi, con này ra sân luôn. Ngán gì ai? Rồi, ok. Rồi, giỏi thì bắn. À ngang ăn cơ, anh đâu chịu bắn, bản này Yu-Gi-Oh. Nó vẫn là Yu-Gi-Oh Power of Chaos mà. Rồi, ok. Không biết ảnh có lá kháng tráp không ta. What? Cái một là cái bẫy đồ nghề của tụi ăn trộm, hai là cái lá mà mệnh lệnh hoàng gia. Nhưng mà dạng là dùng mệnh lệnh để mà kháng tráp hay kháng phép. Rồi, ok. Đúng là đấu với Yugi căng thẳng từng phút từng giây. Rồi ok, ảnh gọi rồi lên là mình mệt rồi đấy. Bắn. Thật ra ảnh mới là người mệt. Kamayoko ngay. Rồi ok, bắn thử. I see what you're trying to do. Biết ngay mà. Bắn đam. Ở này chịu rồi. Đúng là Yugi, một tràng pháo tay cho anh Yugi. Quá hảo hảo luôn. Rồi ok, thật ra mình đổi cũng gần hết rồi, mình sót mỗi con hai con này thôi. Tại nó không phải là thuộc tính âm mà nó là thuộc tính quang.
nó là zombie nhưng mà lại là tính quang nha các bạn. Lạ chỗ đó đó. Zombie mà zombie ánh sáng, giống như là zombie mà được triệu hồi lại từ bằng phép thuật của thần thánh á, chứ không phải là phép thuật của bóng tối. À, zombie này là zombie gì rồi đó, chứ không phải zombie thường. Rồi ok, Mã Hà Văn Lộc pháp sư. Wow, búng cho hệ pháp sư luôn. Lá này lấy được bên bản của UV cơ bản nè, cũng khá là ok. Cho bắn cãi đi, tiếc chi, tiếc chi. Rồi, ok. Cái bình dễ thương của mình đâu. Now, I'll set a card. Ây da, ây da. Ông anh đỉnh đấy, đỉnh đấy, đỉnh đấy. Rồi, từ từ, nãy phải ra lấy con Shinzo ngon hơn, khóa được trap của ảnh là coi như mình ăn. Nãy mình hơi chủ quan. Rồi, ok. Cứ nghĩ là không cần dùng Shinzo vẫn được. Này thì một. Ây chà, con này hơi nguy hiểm. Rồi, con này bình thường. Con này phải cầm lên thì nó là sung mệnh. Rồi, ok, có Strider ra trận. Giờ có mình có cảm giác mình đang giống như là cây ba với Zoe hợp thể vậy đó. Mình có bài của Zoe mà cũng có bài của cây ba. Rồi, đây, nhái con này của ảnh. Rồi, hãy bắn đi, đừng ngại ngùng. What? Kameyoko ngay. Chà. I end my turn. Rồi, cây chổi thành công. You're going to activate a spell card? Rồi nếu đã về thì ta cũng chả cần Shinzo ra làm gì. Anh em tổng tiến công. That was a good attack. Trời ơi phê quá chừng là quá đổi. Cái trận số 2 này mình đánh mà mình có cảm giác là mình sắp thăng rồi các bạn ơi. That was a good attack. Thăng hoa đấy nha, chứ không phải thăng thiên nha. Đừng các bạn hiểu chữ thăng thiên là tội mình chưa muốn thăng thiên đâu. Người Việt mình đôi khi hay hiểu sai nghĩa của từ lắm. Tại vì về cơ bản thì từ nếu mà dùng thì nó phải hiểu theo bối cảnh, người ta gọi là ngữ cảnh ấy. Nhưng mà nhiều người lại thích hiểu sai, hoặc là cố tình hiểu sai, hoặc là vô tình hiểu sai do vốn từ hạn chế. Thành ra nói chung là đủ thứ vấn đề hết các bạn. Rồi ok, ta làm tiếp nào. Vô ta. Rồi, con này rất dễ lộn rồi, tôi tính năm nha. Tại vì cái con anh, cái con anh gì ta, con Paladin mà nó cưỡi con rồng rủa này nè, nhìn nó thì cứ tưởng nó hệ zombie, nó là con mà đúng là nó là zombie thật, nhưng mà nó lại là từ tính là từ hệ ánh sáng các bạn. Rồi con ảnh xài con hiệp sĩ này á. À có bạn nói là muốn mình chơi bộ hiệp sĩ này nè, nhưng mà con này bộ này không biết xài luôn. Vậy là nếu mà dùng bộ này là vua phải ra trước hả? Rồi. Rồi trấn bài kiếm xuống. Vậy là vua hiệp sĩ là phải ra trước rồi mới ra nữ hoàng rồi ra cái gì? Oh. À chỉ công chi thuật. Rồi ok, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Không sao không sao, chưa cần phải phá. À con cu đi bo. Rồi ok, giờ bắn con này thì cũng vậy thôi, thành ra thôi giải tỏa mặt bằng cho lẹ. Rồi, đôi lúc mà chúng ta làm việc nó phải như vậy, chứ con để nó sống một hồi nó chặn cái đường tiến công của mình đó. Rồi, ok, tiếp tục nào. Cái gì đây? À lá hồi sinh.
À, bộ này có bộ chừng là bộ hiệp sĩ rồi các bạn. Tại thấy bài của ảnh toàn hiệp sĩ không à. Cái tay cái con Crusader kia nó cũng là một dạng hiệp sĩ đó. Tại Crusader là hiệp sĩ tập địa chinh mà. Ây da. Mà đã ảnh có trap thì mình phải đề phòng nó là trap hole. Cho nên là phải úp một con xuống. Đây, con này nằm xuống thì chúng ta đề phòng. Nói như là phải đề phòng thế giới bị phá hoại rồi các bạn. Đó, biết ngay. Biết ngay là phản đam mà. Đề phòng thế giới bị phá hoại để bảo vệ hòa bình thế giới. Mình xin đại diện cho có những nhân vật phản diện ha. Này khá ái và ngay ngất lòng người. Rồi, ok. Rồi, con này nó cho nó ra luôn đi. Đây. Chấp nhận luôn hai con này Lucifer, con này là Paladin. Trong cái gì ta? Cái game gì của Bảo Tuyết á nhỉ? Cái gì qua mất tiêu ta? Diablo đúng rồi, hình như con Crusader với con Paladin là hai con khác nhau, mặc dù hai con này nó cũng na ná nhau. Tại mình thì không có chơi Diablo hay là mấy cái game nhập vai nhiều, thành ra mình đôi khi cũng không phân biệt chuẩn được. Rồi, ok, con gì đây? Ồ, hai con Crusader đứng kế nhau à. Nói chung là về mặt lịch sử thì mình phân biệt được, nhưng mà vô game thì đôi khi mình phân biệt không được, các bạn thông cảm nhé. Rồi, ok. Bạn nào biết phân biệt giữa Paladin với là Crusader chỉ mình với nhá. Rồi, đây. Con này chẳng qua nó có khả năng tự búp thôi chứ không có gì đặc biệt. Nó búp cho đồng đội được thì nó quá ngon, nhưng mà con đều là nó tự búp cho chính nó thì nó cũng bình thường. Rồi, ok, ván này là ván cuối, ván này là định giang sơn đó nha các bạn. À, thua ván này coi như thua luôn, mà thắng thì là ok. Rồi, oh. Đánh đầu bộ bài này của anh ngàn chín nhiều quá ta. Rakigi, hay. Bây giờ dám đánh thì có thể thắng trắng luôn, nhưng mà mình thì không có cái gan đó. Từ từ bắn phát đã, ảnh úp. Ai với Yugi úp trap xuống là mình nghi lắm. Thấy chưa, biết mà. Không chuẩn bị là toi rồi. Anh gọi con này ra là mình mệt đó nha. Lại là đọc cô cầu bài nữa. Rồi, ok, đọc cô cầu bài. Ảnh thì được gọi một con. Thôi mình lấy con này đi. Các bạn cố không được, tại ảnh đang cái thế đang tấn công. Mình ra con này nó bắn, nó mới văng vô chứ không phải là đọc cô cầu bài. Chà, cái này ẩu rồi, mình xài mất đắc hôn lẫn Rakigi rồi. Làm sao mà thắng nổi độc cô cầu bại đây. Giờ mà ra cái bàn tay kéo giò cũng không đủ đô nữa. Cái mò con độc cô cầu bại này nó bắn cho một cái là thấy mấy ông trời luôn. Quá trời, ủa sao bắn là tự nhiên nó bị xíu vậy. Con này nó có khả năng debuff hả? Hả? À vậy coi chừng con này là thay cho cái con thiên thần gì không ta. Ván này thua, bị Yugi tát ra nằm đo sàn rồi. Thì ra con này độc cô cầu bại này là nó thay thế cho cái con thiên thần. Nãy biết vậy lấy một con 1900 ngon hơn. Trời ơi, độc cô cầu bại lợi hại quá, giờ phải ra được cái bình mới sống sót được. Con này cũng sống nổi, nó hơi thua rồi các bạn. Ây da, Yugi lợi hại quá. Game nó tự crash luôn, nó biết nó cũng mình thua rồi. Nó cứu mình mà để tránh bị hạm giảm sao các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.